bầu cử Mỹ hay ứng viên cạnh tranh xích sao tại các bang chiến địa chủ chốt. Bầu cử Mỹ 2024 khác biệt giữa thăm dò dư luận và kết quả thực tế. Cơ hội thắng cử chia đều cho bà Harris và ông Trump. Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Sau đây là một số thông tin quốc tế đáng chú ý. Kết quả các cuộc khảo sát chỉ hai ngày trước ngày tổng tuyển cử tại Mỹ cho thấy hai ứng viên Kamala Harris và Donald Trump vẫn tiếp tục cạnh tranh xích sao tại các bang chiến địa chủ chốt. Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay được dự báo sẽ có thể được định đoạt bởi lá phiếu của các cử tri ở các bang dao động hay còn gọi là bang chiến địa, bao gồm Pennsylvania, Bắc Carolina, Georgia, Michigan, Wisconsin, Nevada và Arizona. Chính vì vậy, cả hai ứng viên của hai đảng là phó tổng thống Kamala Harris và cựu tổng thống Donald Trump đều dành những ngày cuối cùng để vận động cử tri ở các bang chiến địa chủ chốt. Kết quả các cuộc khảo sát được công bố ngày 3 tháng 11 cho thấy hai ứng viên vẫn đang cạnh tranh hết sức xích sao tại các bang này. Khảo sát của New York Times, Sienna Collins cho thấy bà Harris dẫn trước ông Trump 3 điểm ở Nevada, 2 điểm ở Bắc Carolina, 2 điểm ở Wisconsin và 1 điểm ở Georgia. Trong khi đó, ông Trump có 4 điểm cách biệt so với bà Harris ở Arizona trong khi hai ứng viên cùng có tỷ lệ ủng hộ là 47% ở Michigan và 48% ở Pennsylvania. Về tổng thể, bà Harris dẫn trước đối thủ một điểm ở 7 bang chiến địa với tỷ lệ 48% và 47%. Điều đáng chú ý là tỷ lệ cử tri cho biết họ có thể bỏ phiếu cho đại diện Đảng Dân Chủ tại các bang dao động là 48%, trong khi số người nói có thể bỏ phiếu cho ứng viên của Đảng Cộng Hòa chỉ là 45%. Trong khi đó, theo kết quả một cuộc khảo sát khác do The Hill Decision Test SQ thực hiện, ông Trump dẫn trước bà Harris 0,2% với tỷ lệ 48,3% và 48,1% trên toàn quốc. Chỉ còn hai ngày nữa là tới ngày bầu cử, nhưng số cử tri bỏ phiếu sớm đã gia tăng đáng kể trong những ngày qua. Tới nay, đã có hơn 77 triệu người bỏ phiếu sớm qua hình thức bỏ phiếu trực tiếp hoặc bỏ phiếu qua bưu điện. Bài trăm người vừa tham gia cuộc tuần hành của phụ nữ ở bang Massachusetts trước ngày bầu cử tổng thống Mỹ để thể hiện ủng hộ mạnh mẽ với Phó Tổng thống Kamala Harris và quyền phá thai. Họ diễu hành trong công viên Boston Common, giờ cao những khẩu hiệu như "Chúng tôi sẽ không quay lại" và "Phá thai là chăm sóc sức khỏe". Một số nam giới cũng tham gia cùng họ. Phong trào tuần hành của phụ nữ diễn ra ở Boston, Washington DC và Kansas City, bang Missouri. Những người tổ chức kêu gọi mọi người đi bỏ phiếu trong ngày của cuộc bầu cử nhấn mạnh quyền phá thai có trong lá phiếu ở chín bang. Jesse Murphy chia sẻ với báo chí rằng ba tổ chức cuộc tuần hành vì muốn gửi đi thông điệp bất kể ai chiến thắng trong cuộc bầu cử. Murphy nói, thông điệp của ngày hôm nay là chúng tôi muốn mọi người đều đi bỏ phiếu. Từ khi tòa án tối cao lật ngược phán quyết Roe kiện Wade vào tháng 6 năm 2022, quyền phá thai trở thành vấn đề của từng bang. Quyền này trở thành chuyện nóng hổi trong cuộc bầu cử năm 2024, nhất là đối với các cử tri nữ. Tổng số 9 bang sẽ xem xét sửa đổi luật về bảo vệ quyền phá thai, bao gồm Arizona, Colorado, Florida, Maryland, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada và Nam Dakota. Theo một cuộc khảo sát toàn quốc do Pháp Niêu thực hiện vào tháng 3 năm nay, rất nhiều cử tri cho rằng quyền phá thai nên được hợp pháp hóa, với 2 phần 3 ủng hộ việc áp dụng luật trên toàn quốc đảm bảo quyền tiếp cận dịch vụ này. Mức độ ủng hộ hợp pháp quyền phá thai tăng lên đáng kể từ khi phán quyết Roe kiện West bị bãi bỏ Nhìn chung, chỉ khoảng 7% cho rằng phá thai không bao giờ được phép, 32% cho rằng phá thai nên bị coi là bất hợp pháp. Ngoại trừ những trường hợp bị ép buộc, loạn luân hoặc để cứu mạng người mẹ. Ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump thay đổi lập trường về phá thai trong quá trình tranh cử với hy vọng có thể thu hút nhóm cử tri độc lập và một số thành viên Đảng dân chủ vỡ mộng. Tuy nhiên, ông Trump vẫn phản đối cho phép phá thai ở giai đoạn cuối. Trong suốt chiến dịch tranh cử, phó tổng thống Kamala Harris cho rằng ông Trump, người đã đề cử ba thẩm phán vào tòa án tối cao để họ lật ngược phán quyết triệu kiện quyết, đã khiến dịch vụ chăm sóc y tế cho phụ nữ ngày càng tệ và cho rằng ông sẽ càng hạn chế hơn nữa nếu đắc cử càng gần đến ngày bầu cử hai ứng cử viên tổng thống mỹ là bà kamala harris ứng cử viên của đảng dân chủ và ông donald trump ứng cử viên của đảng cộng hòa càng bám đuổi quyết liệt khi cách biệt giữa hai bên trong các cuộc thăm dò ý kiến cử tri cuối cùng là rất xích sau. Theo số liệu của FiveThirtyEight công bố vào ngày 3 tháng 11 theo giờ địa phương, bà Harris dẫn trước ông Trump với cách biệt chỉ 1% trong các cuộc thăm dò dư luận toàn quốc. Con số này giảm tới mức 1,4% cách đây một tuần, nhưng vẫn phản ánh sự cạnh tranh gắt gao trong cuộc bầu cử năm nay. Các chuyên gia cho rằng kết quả thăm dò dư luận có thể không phản ánh đầy đủ sự ủng hộ của cử tri đối với hai ứng cử viên trong các kỳ bầu cử năm 2016 và 2020. Ông Trump thường bị đánh giá thấp hơn so với các đối thủ của Đảng Dân Chủ trong các cuộc thăm dò dư luận, nhưng đều có màn thể hiện tốt hơn nhiều khi kết quả bầu cử chính thức được công bố. Mặc dù vậy, một số chuyên gia của CNN và New York Times cho rằng, chính bà Harris có thể cũng bị đánh giá thấp hơn so với thực tế trong cuộc bầu cử năm nay. Một phần do sự lớn mạnh của nhóm người ủng hộ ông Trump, một phần nữa có thể chính các hãng thăm dò dư luận cũng gặp khó khăn trong việc định vị nhóm cử tri ủng hộ bà Harris trong bối cảnh cuộc đua vào Nhà Trắng tiếp tục bất phân thắng bại. Các chiến dịch của cựu Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Harris cùng đẩy mạnh công tác vận động tranh cử. Trong tuần qua, ông Trump và ứng cử viên liên danh tranh cử Jenny Vance đã có chuỗi 20 hoạt động vận động tranh cử. Về phần mình, bà Harris và ứng cử viên liên danh tranh cử Tim Quan đã có đến 31 hoạt động vận động tranh cử và hầu hết đều diễn ra tại các bang chiến trường. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 đang đi đến hồi kết gai cấn và không ứng cử viên nào có lợi thế rõ ràng. Nhưng cả phó tổng thống Kamala Harris và cựu tổng thống Donald Trump đều đã sẵn sàng tuyên bố chiến thắng. Cả hai chiến dịch đều tuyên bố họ có lý do chính đáng để giành chiến thắng. Chiến dịch của bà Harris chỉ ra rằng các vấn đề như phá thai cùng với tỷ lệ ủng hộ bà Harris cao hơn ông Trump vài điểm trong cuộc thăm dò của Decision Desk SQ hay The Hill sẽ giúp đưa bà Harris đến chiến thắng. Trong khi đó, chiến dịch của ông Trump chỉ ra các cuộc thăm dò cho thấy cử tri không nghĩ rằng đất nước đang đi đúng hướng, nhấn mạnh vào chi phí tăng gần đây và bầu không khí chung của nền kinh tế. Họ cũng cho biết bà Harris có mối liên hệ với Tổng thống Joe Biden, người có tỷ lệ ủng hộ đang ở mức thấp. Theo truyền thống, họ cho rằng khi một đương kim Tổng thống có tỷ lệ ủng hộ thấp, ông Biden ở mức 40%, thì đảng đối lập sẽ thắng thế. Họ cũng cảm thấy hài lòng về số phiếu đăng ký và số phiếu bầu sớm của mình. Tờ The Hill dẫn lời một chiến lược gia dân chủ gần gũi với chiến dịch của bà Harris. Tôi nghĩ cả hai bên đều có lý do chính đáng về cách thức và cơ sở có thể giành chiến thắng. Đó là một phần lý do tại sao cuộc đua lại rất xích sao và không bên nào có lợi thế vượt trội. Mọi cuộc thăm dò đều xích sao đến kinh ngạc. Một cuộc thăm dò do Gallup công bố tuần qua cho thấy khoảng 49% người Mỹ được hỏi có quan điểm ủng hộ bà Kamala Harris so với 44% dành cho ông Trump. Gallup lưu ý, những con số đó báo hiệu điều tốt lành cho bà Harris vì các ứng cử viên có tỷ lệ ủng hộ cao hơn thường giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử tổng thống gần đây. Chiến lược gia của Đảng Dân Chủ Christy Setcher cho biết, bà Harris tiếp tục thu hút đông đảo khán giả đến sân vận động, tạo ra sự phấn khích, đồng thời kiểm soát các bài viết trên phương tiện truyền thông. Kể từ khi trở thành ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, bà Harris đã nghiêng về vấn đề phá thai và Đảng Dân Chủ cho rằng đó là một chiến thuật thông minh. Nhưng chiến dịch tranh cử của ông Trump nói rằng, thông điệp của họ về các vấn đề hàng đầu, bao gồm kinh tế và nhập cư, đã gây được tiếng vang với cử tri. Một điểm mà ngay cả những người Cộng hòa không ủng hộ ông Trump cũng thừa nhận. Carolyn Levitt, thư ký báo chí quốc gia cho chiến dịch tranh cử của ông Trump tuyên bố rằng Đảng Cộng hòa cũng đã đạt được số lượng cử tri đăng ký lớn và đang vượt trội hơn nhiều về tỷ lệ bỏ phiếu sớm so với hai hoặc 4 năm trước trên tất cả tiểu bang chiến trường. Hai ngày trước cuộc bầu cử, ngày 5 tháng 11, bà Harris và ông Trump vẫn đang giành nhau từng điểm số tại bảy bang chiến trường. Theo cuộc thăm dò cuối cùng của New York Times, Siena College, Phó tổng thống Harris dẫn trước một chút ở Nevada. Bắc Carolina và Wisconsin. Trong khi cựu Tổng thống Trump dẫn trước một chút ở Arizona, hai người đang trong cuộc đua xít sao tại Michigan, Georgia và Pennsylvania. Cuộc thăm dò đã khảo sát 7.879 cử tri tiềm năng tại 7 bang chiến trường từ ngày 24 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11. Cuộc thăm dò phát hiện ra rằng khoảng 40% số người được hỏi đã bỏ phiếu và bà Harris dẫn trước trong số những cử tri đó 8%. Trong khi ông Trump dẫn trước những cử tri nói rằng họ rất có khả năng sẽ bỏ phiếu nhưng vẫn chưa bỏ phiếu. Cuộc đua ở Pennsylvania cho thấy ông Trump đang giành được động lực tại tiểu bang mà bà Harris đã dẫn trước 4% trong tất cả các cuộc thăm dò bầu cử trước đó của New York Times. Theo New York Times, trong ngày 3 tháng 11, ứng viên tổng thống Cộng hòa Donald Trump đã có cuộc vận động tranh cử ở bang Pennsylvania. Tại đây, ông Trump đã thể hiện sự không hài lòng khi phải rời Nhà Trắng năm 2020. Ông Trump cho biết chúng ta đã có biên giới an toàn nhất trong lịch sử Mỹ vào ngày tôi rời đi. Thành thật mà nói, tôi lẽ ra không nên rời khỏi Nhà Trắng. Chúng ta đã làm rất tốt, đã đạt được những thành tựu tuyệt vời. Bên cạnh đó, cựu tổng thống Trump cũng ám chỉ về khả năng gian lận bầu cử có thể xảy ra. Ông Trump nói thêm, hiện giờ chúng ta cần tới hàng trăm luật sư đứng trước mỗi điểm bỏ phiếu. Trong khi bỏ phiếu, ông Trump cũng quan sát các tấm kính chống đạn được đặt xung quanh mình, sau đó tận dụng cơ hội này để chỉ trích giới truyền thông. Ông Trump điểm may có các khe hở giữa những tấm kính chống đạn, nhưng các phóng viên sẽ che chắn khu vực đó để có thể bắn chúng tôi. Kẻ nào đó sẽ phải bắn xuyên qua một rừng tin giả và tôi không thực sự bận tâm về điều này. Đội ngũ tranh cử của ông Trump cho biết, những động thái chỉ trích gần đây của cựu Tổng thống không nhằm làm hại các cơ quan truyền thông Mỹ, mà đang thực sự quan tâm tới lợi ích của họ. Trước đó, ông Trump đã đâm đơn kiện đài CBS News và nói rằng tờ Washington Post nên biến mất vì lợi ích quốc gia. Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump vừa có bài phát biểu bị chê là tục tĩu và đầy thuyết âm mưu khi ông nói về việc các phóng viên bị bắn và ám chỉ rằng ông không nên rời Nhà Trắng sau thất bại năm 2020 trước đối thủ Joe Biden. Bài phát biểu ngày 3 tháng 11 tại Lancaster, Pennsylvania của ông Trump không giống một bài phát biểu chuẩn mực trong giai đoạn kết thúc chiến dịch vận động tranh cử tổng thống. Ứng cử viên Đảng Cộng hòa liên tục nêu ra nghi ngờ về tính toàn vẹn của cuộc bầu cử và khơi lại nỗi bất bình về việc bị truy tố sau khi cố gắng lật ngược thất bại của ông 4 năm về trước. Ông Trump cũng chỉ trích giới lãnh đạo quốc gia cực kỳ bất tài và truyền thông Mỹ chuyển hướng cuộc vận động sang chủ đề bạo lực với báo chí. ứng cử viên của Đảng Cộng hòa nói đến tâm kinh chống đạn được đặt trước mặt ông tại các sự kiện sau khi ông bị ám sát hụt trong sự kiện ở Butler vào hồi tháng 7. Ông Trump cũng nói về những nơi ông thấy có lỗ hỏng trong lớp bảo vệ. Ông nói: Tôi có một mảnh kính ở đây, nhưng tất cả những gì chúng ta thực sự phải đối mặt là tin tức giả mạo và để sát hại tôi, ai đó sẽ phải bắn xuyên qua tin tức giả mạo và tôi không bận tâm đến điều đó nhiều lắm. Đây là lần thứ hai trong những ngày gần đây, ông Trump nói về việc súng chĩa vào những người mà ông coi là kẻ thù. Ông cho rằng cựu hạ nghị sĩ Liz một trong những người thường xuyên chỉ trích Đảng Cộng Hòa, sẽ không sẵn sàng ủng hộ các cuộc chiến ở nước ngoài nếu bà bị chín nằm súng chĩa vào mình. Khi chỉ còn chưa đầy 48 giờ nữa là đến ngày bầu cử, ông Trump vẫn chỉ trích hệ thống bầu cử và khẳng định ông chỉ có thể thua đối thủ Kamala Harris nếu có giàn lận một số đồng minh của ông, đáng chú ý là cựu chiến lược gia trưởng Steve Bannon, đã khuyên ông Trump tuyên bố chiến thắng sớm vào ngày 5 tháng 11. Đó là điều ông Trump đã làm cách đây 4 năm, bắt đầu quá trình chống lại kết quả bầu cử với đỉnh điểm là vụ phá phách đôi Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Trong năm nay, ông Trump thực hiện chiến dịch vận động tương đối kỷ luật, nhấn mạnh những vấn đề mà các trợ lý của ông tin có thể mang lại chiến thắng cho ông. Tuy nhiên, sự kỷ luật đó đang ngày càng sụp đổ. Trong những tuần gần đây, Ông Trump đùa cợt về bộ phận nhạy cảm của golfer Arnold Palmer, dùng ngôn từ bị cho là phân biệt giới tính hoặc kỳ thị chủng tộc. Ông Trump thường nhảy từ chủ đề này sang chủ đề khác, một phong cách diễn đạt mà ông gọi là sự đan sen. Nhưng lần này, ông bị cho là đã lạc đề và hầu như không đề cập đến những quan điểm thường thấy của ông về kinh tế, nhập cư và những lời chỉ trích máy móc đối với bà Harris. Ông Trump gọi cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton là thằng con trai ngu ngốc của một kẻ khốn. Ông cũng nhắc lại quan điểm rằng Đảng Dân Chủ chỉ có thể giành chiến thắng bằng cách giàn lận. Trong khi đó, bà Harris vừa có cuộc vận động tại Michigan, bà phát biểu trước một giáo đoàn chủ yếu là người da đen ở Detroit, rằng chúa ban cho nước Mỹ một kế hoạch thiêng liêng đủ mạnh để chữa lành sự chia rẽ. Hai ứng viên thể hiện giọng điệu hoàn toàn khác nhau khi chiến dịch gần kết thúc. Bà Harris kêu gọi cử tri từ chối sự hỗn loạn, sợ hãi và thù hận. Nữ ứng viên phản bác lại những mô tả của đối thủ về cuộc bầu cử Mỹ. Bà nói với các phóng viên sau buổi lễ nhà thờ, rằng phát biểu của ông Trump chỉ nhằm đánh lạc hướng khỏi thực tế là chúng ta có và ủng hộ các cuộc bầu cử tự do và công bằng ở đất nước chúng ta. Bà Harris khẳng định hệ thống tốt đó đã hoạt động tốt vào năm 2020 và ông ta đã thua. Những thông tin quốc tế mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.